chín rồi. Anh nhớ lấy cái tên này, Harvey Barn. Một ngày mà có lẽ Sir Ian Park sẽ nhớ rất nhiều khoảng thời gian về sau nữa. Harvey Barn sau ngày hôm nay, trong một tình thế đang Newcastle Hospital lúc này, chắc chắn Eddie Howe sẽ ưu tiên sử dụng cựu sao của Leicester City. Một màn trình diễn không thể chê vào đâu được của Harvey Barn. Nó thừa sự cảm xúc, nó thừa sự bùng nổ về mặt chuyên môn. Mình làm MC đám cưới được đó. Thì trước khi làm mình làm viên ở tôi làm MC đám cưới mà. Phát lên của Fabianski, thời gian còn đủ cho West Ham hay không? Ben Johnson của tuổi 24 tuổi người Anh không có lựa chọn chuyền bóng cho Ben Johnson. Zuma. Lucas Paqueta bây giờ muốn nhồi cũng chẳng nhồi được nữa. Paqueta nhồi tung ơi. Ui, Kuzuma không thể không chế bóng thành công, nhưng vẫn còn Ben Johnson số 2. Vẫn còn Ben Johnson. Những khoảnh khắc top team với những ai đang ủng hộ Newcastle. Johnson qua ngôi không được. Một trận đấu rất hay. Ông Robert John đã nhìn đồng hồ. Ông Robert John đã nhìn đồng hồ. Đây đây đây, nốt nốt quả, nốt quả. Paqueta, Robert John một lần nữa nhìn đồng hồ. Ngã rồi, vẫn còn. Không được, cú đá hút bóng của Mohamed Kudus. Quá đáng tiếc. Quá đáng tiếc cho Mohamed Kudus.